mình làm phước mà mình không hồi hướng cho loài ngạ quỷ, nhưng nếu họ thấy mình làm phước họ hoan hỷ, thì họ có được phước hồi hướng không? Hay chỉ khi mình hồi hướng cho họ, họ mới biết để tùy hỷ? Xin thưa với quý vị, đó là mỗi một loại chúng sanh có loại thực phẩm không có giống nhau. Cái loại ngạ quỷ mà hưởng được phước hồi hướng á, thì mình phải hồi hướng cho họ, họ mới nhận được. Còn mình không hồi hướng cho họ thì họ không nhận được. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Giống như á, mình là con người thì mình ăn cơm, chứ mình không ăn được gạo. Cơm phải được nấu thành gạo thì mình ế, gạo phải được nấu thành cơm thì mình mới ăn được. Còn đưa thẳng cho mình gạo với nước rồi kêu mình ăn mấy thứ đó để cho nó no bụng thì mình ăn vào mình chỉ có chết thôi ha. Rồi tôi qua câu này.